Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tham gia LAN PARTY ở trên Bybit với dự án mới nhất có tên gọi là LAN of Conquest nhé. Mình là Lê Tùng đến từ V Capital. Thì trước tiên nếu có thể là tham gia được vào LAN PARTY trên Bybit thì mình sẽ hướng dẫn cho một số bạn mới tham gia channel về cách làm sao để có thể là tham gia vào LAN PARTY trên Bybit nhé. Thì đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái tài khoản là Bybit. Thì đường link mình có để ở phần bên dưới video thì mọi người sẽ click vào đấy và tạo một cái tài khoản nhé. Thì khi mọi người tạo tài khoản qua đấy thì mọi người sẽ được giảm 10% phí giao dịch, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn khi mà các bạn đã có tài khoản nhé, thì các bạn sẽ vào đăng nhập tài khoản vào và sau đấy là các bạn sẽ click vào phần giao dịch ở đây và các bạn sẽ nhấn vào phần LAN PARTY. Thì hiện tại là trên Bybit thì đã có 15 dự án được LAN PARTY ở trên đây rồi. Và những cái dự án ở trên Bybit thì tỷ lệ X khá là to. Thì các bạn có thể là theo dõi lại những cái video trước của mình đã review những dự án ấy rồi. Chưa? Thì sắp tới thì sẽ có một cái dự án mới có tên gọi là SLG. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ có hai hình thức để các bạn có thể là tham gia. Hình thức thứ nhất là các bạn sẽ mua cái đồng BitDAO nhé. Cái đồng BitDAO này thì các bạn nó sẽ dựa vào cái số lượng của các bạn và sẽ phân bổ cho các bạn cái đồng token SLG này. Thì các bạn càng hold nhiều BitDAO thì các bạn càng nhận được nhiều đồng SLG nhé. Và cái tổng phân bổ ở đây trong cái dự án lần này thì bên phần hold BitDAO thì các bạn thì tổng số lượng là sẽ là 7 triệu đồng SLG. Và cái giá của một SLG là sẽ là 0.03 USDT. Ngoài ra thì để có thể là tham gia vào cái LAN PARTY ở trên Bybit này thì còn một cách nữa là các bạn sẽ tham gia bằng hình thức số bằng cách là các bạn sẽ nắm giữ cái đồng USDT và tối thiểu là các bạn phải có là 100 USDT trong tài khoản nhé, được chưa? Và ở đây thì cái số lượng phân bổ, tổng phân bổ thì nó sẽ là 3 triệu đồng SLG và nó sẽ dựa trên cái số vé, số lượng người tham gia và nó sẽ tính ra cái số lượng vé mà các bạn có thể trúng được. Đấy, thì cái vòng này là vòng số nhé. Thì ví dụ như là các bạn có vé nhưng mà các bạn khi mà quay số ấy thì các bạn có thể là trúng hoặc không nhé, được chưa? Thì trên đây là hai cách để các bạn có thể là tham gia. Thì bây giờ mình sẽ click vào đây thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nhé. Thì để có thể là tham gia được vào LAN PARTY trên Bybit thì các bạn đầu tiên là các bạn phải đăng nhập cái tài khoản của mình vào. Và cái yếu tố kiên quyết là các bạn phải KIC nhé, KIC tài khoản và xác minh tài khoản thì các bạn mới có thể là tham gia được, được chưa? Và cái số lượng tối thiểu mà các bạn có thể là tham gia vòng bit này là 50 bit. Và cái số lượng tối thiểu để tham gia vòng số đây các bạn phải là có là 100 USDT nhé. Đấy, thì ở đây thì các bạn sẽ nhận được, nếu mà khi mà các bạn trúng ấy, các bạn sẽ nhận được là 300 SLG nếu mà các bạn trúng vòng số này, được chưa? Và ở đây thì nó sẽ có thời gian chụp nhanh ở đây có nghĩa là nó sẽ xem là cái số lượng bit hoặc là số lượng USDT trong cái tài khoản của bạn là đã bao nhiêu, nếu xem là có đủ cái yếu tố trên đây hay không. Nếu các bạn mà đủ yếu tố trên đây thì các bạn sẽ có thể là tiến hành tham gia. Và ở đây thì nó sẽ chụp trong các tài khoản giao ngay này hoặc tài khoản earn hoặc tài khoản vay sinh thì các bạn đều được nhé. Và ở trên đây thì cái thời gian chụp ấy, thì nó sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 là ngày hôm nay là ngày hết hạn rồi đấy. Thì các bạn có thể là nạp nhanh cái số lượng USDT của mình vào để có thể tham gia nhé. Nếu bạn nào có biết rồi thì các bạn cứ để đấy hold thôi và đến ngày thì các bạn vào đăng ký. Thì sau khi mà chụp nhanh xong thì nó sẽ có thời gian đăng ký là vào ngày 19 tháng 7 này. Đấy là ngày mai nhé. Ngày mai là sẽ bắt đầu là có chương trình tham gia cái phần này để các bạn có thể tiến hành đăng ký và xác nhận cái phần này, được chưa? Và ở đây thì thời gian nó sẽ từ 3 giờ sáng này, 3 giờ sáng đến 10 giờ 59 phút giờ UTC nhé. Thì nếu mà chuyển ra giờ Việt Nam thì các bạn cộng thêm 7 nữa nhé. Ok chưa? Thì trên đây thì nó sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia là khi mà đến giờ ấy, các bạn sẽ vào, các bạn cam kết tất cả các số lượng bit hoặc là số lượng USDT để có thể tiến hành tham gia nhé. Và nếu ví dụ như mà các bạn có trúng ấy thì nó sẽ tiến hành là trừ một phần nhỏ số tiền trong cái phần các bạn cam kết và sau đó là sẽ trả lại cái số tiền đấy cho các bạn nhé, tùy thuộc vào cái số lượng SLG mà các bạn có thể là mua, được chưa? Và cái thời gian phân phối thì nó sẽ dựa trên tổng cái số lượng token, tổng số lượng cam kết này chia cho tổng số lượng token và nhân với cái tổng số lượng mà được phân bổ trong LAN PARTY và từ đấy nó sẽ tính ra cái số lượng mà các bạn sẽ được phân bổ, được chưa? Thì đối với cái vòng USDT thì các bạn sẽ được là 300 SLG. Đấy, còn ở trên đây thì cái số lượng phân bổ tối đa cho ở vòng bit thì nó sẽ là tầm là 13.000 đồng nhé. Và khi mà ví dụ như nó phân bổ xong đúng không?
phân bổ xong. Cái thời gian phân bổ là nó sẽ từ 11 giờ này, 11 giờ UTC đến 11 giờ 59 UTC, là nó khoảng tầm là 6 giờ tối, 6 giờ tối đến khoảng tầm là 6 giờ 59 phút. Đấy, 6 giờ 59 phút theo giờ Việt Nam ngày 19 tháng 7 nhá. Và sau khi mà nó phân bổ xong thì nó sẽ bắt đầu là lít sàn vào vào 10 vào 12 giờ UTC, chính là 19 giờ ngày 19 tháng 7 nhá. Thì khi mà các bạn nhận được token này thì các bạn sẽ đợi đến 19 giờ, 19 giờ theo giờ Việt Nam ngày 19 tháng 7 là các bạn có thể là bán luôn. Và thường là những cái dự án ở trên Bybit này thì nó sẽ trả là 100%. Thì bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu một chút về cái dự án SLG này để các bạn có thể hiểu rõ hơn nhé. Thì cái dự án SLG này là được Cockpit này, thì nó là một cái game online đấy, chiến lược đầu tư nhé, chiến lược nhé, chiến lược đấy. Thì ở đây nó sẽ dựa trên cái nền tảng blockchain này, và hiện tại đây là một cái game gọi là thời gian thực, có nghĩa là các bạn có thể là B2B, có thể là đấu với nhau đấy, đấy, và có thể là thu vào, các bạn có thể là kiếm thu nhập bằng cách là sở hữu các NFT hay là cái vùng đất để các bạn có thể là xây dựng đấy. Đấy, ngoài ra thì hiện tại trong cái game này thì nó sẽ có hai token, là token SLG và token XTAL này. Đấy. Thì và ngoài ra thì nó cũng có một cái loại tiền tệ trong game là LOC, LOC Gold nhé. Đấy, được chưa? Đấy, và các bạn có thể là kiếm tiền bằng cách là kiếm tiền là bằng cách là sở hữu đất này, và các bạn nó có thể là giao dịch ở trên cái này. Và hiện tại cái dự án này thì nó được rất là nhiều nhiều bên đầu tư này, ví dụ như là Mira này, Mirana Venture này, Hobi này, Hobi này, được chưa? Ngoài ra thì có mấy quỹ Việt Nam như là K300 của Chaecoin Việt Nam, được chưa? Và cái tổng phân bổ ở đây nó sẽ là 1 tỷ đồng SLG. Đấy, tổng cung là bao nhiêu ạ? Tổng cung ban đầu nó sẽ là khoảng tầm là 25 triệu nha các bạn, 25 triệu, được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về cái token Numix của cái dự án này nha. Ở đây thì mình có đọc qua cái token Numix của cái dự án này. Thì ở đây thì các bạn thấy ở vòng seed investment thì ở đây nó sẽ là gọi vốn nó tầm 6%, và nó sẽ khi mà lít sàn ấy, thì nó sẽ trả là 7,5%. Đấy, cũng khá là nhiều nhiều coin đấy ạ. Và ở phần chiến lược này, và gọi vốn chiến lược thì ở đây nó sẽ trả là TGE là 10%. Và cái phần IGO hay IEO đây chính là phần ở trên sàn đấy. Thì cái dự án này thì theo mình tìm hiểu thì nó đang đang lăn bát trên ba sàn, sàn Hobi, sàn hai sàn, sàn MXC và sàn Bybit nhé, được chưa? Và ở đây thì team thì sẽ không nhận được lúc cái list sàn này. Và mình thấy là cái dự án này khả năng cao là nó sẽ ít khá là to, tại vì ở đây thì nó sẽ là trả hết, có nghĩa là tất cả những cái token mà khi mà nhận được ấy thì đều đều xả ra, đều xả ra hết. Và sau sau khi mà ví dụ như là sau khi mà ví dụ như là bán TGE xong và list sàn ấy, thì mọi người sẽ có xu hướng là bán ra rất là nhiều, đấy, bán ra gần như là bán ra hết. Và mình thấy ở đây là gần như là lượng người mà cầm được token của cái dự án này thì khá là ít. Đấy, thì mình nghĩ là cái dự án này sau khi mà trả TGE và bán hết ấy, thì nó sẽ bắt đầu đẩy giá. Thì các bạn có thể là canh những cái thời điểm như vậy để các bạn có thể là mua vào nhé. Đấy, thì gần như là trên thị trường không ai cầm token nữa, thì dự án sẽ rất là dễ đẩy giá nhé. Và ở đây thì các bạn để ý cái phần liquidity này, có nghĩa là cái phần thanh khoản đấy, thì ở đây nó cũng cho ra tầm 6% để thanh khoản cái dự án này, được chưa? Đấy, thì trên đây là cái phần hướng dẫn của mình để các bạn có thể là tham gia được vào Lambda ở trên Bybit. Nếu các bạn thấy video này hay thì có thể cho mình một like, một subscribe và nhấn vào nút quả chuông bên cạnh để có thể là cập nhật video mới nhất từ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.